Xin chào, đây là chiếc iMac 2024 màu mới nhất của năm nay trên màu ánh sao. Còn đây là hai chiếc iMac 24 inch màu hồng và có dung lượng là 16GB, 512GB ổ cứng. Chiếc iMac này tôi sẽ bàn giao đến địa chỉ là Landmark ở khu Vinhome. Còn hai chiếc iMac này sẽ giao qua địa chỉ là quận 2 nha anh chị có quan tâm sản phẩm có thể truy cập website iMacsale.com hoặc hotline 0888 060688 nha các anh chị. Bây giờ em sẽ bàn giao cho team kỹ thuật để giao chiếc iMac trước nha. Sao các chị?